Nga phản bác lại Israel Hoàng Thái xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, mặt trận Adipka đang lầm vào thế bế tắc Nếu như Adipka thất thủ thì toàn bộ khu vực Donbass cũng có nguy cơ sụp đổ theo Vậy thì Ukraine sẽ làm gì tiếp theo trong bối cảnh gian nan này? Trong khi đó thì tại Trung Đông, quân đội Israel đã tiến vào các đường hầm của Hamas ở giải Gaza, báo hiệu một cuộc giao tranh đẫm máu sắp diễn ra ở khu vực này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mặt trận Adipka có nguy cơ sụp đổ Thòng lọng tại Adipka đã bắt đầu thắt lại khi Nga đã tiến đến tuyến đường sắt ở phía bắc của thành phố và tiếp cận được làng Svonoye ở phía nam. Do đó, hành lang tiếp tế cho lực lượng Ukraina ở Adipka đã giảm từ 9 km xuống còn chỉ 7 km. Ukraina chỉ có con đường duy nhất để tiếp tế là qua làng Lastokino. Có điều là tuyến đường sắt này đều nằm trong tầm bắn của người Nga. Như chúng ta có thể thấy rằng trên bản đồ, màu cam là tuyến đường cung cấp chính, trong khi màu nâu chỉ là tuyến đường phụ. Và phần màu cam đi từ phía bắc của Adipka tới làng Latokino là tuyến đường duy nhất có thể tiếp cận được. Đây là con đường trải nhựa có thể di chuyển dễ dàng các thiết bị và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết một lầy. Đường màu nâu biểu thị là những con đường rất nhỏ hẹp và trong thời tiết ẩm ướt lầy lội như hiện nay thì không thể sử dụng được. Giới quan sát cho rằng Adipka có tầm quan trọng hơn cả Bắc Mút và nếu thành phố này thất thủ thì toàn bộ mặt trận Donbass sẽ có nguy cơ sụp đổ theo. Liệu điều này có đúng hay không thì chúng ta vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, sắp về mặt truyền thông thì diễn biến tại Adipka sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng vào thời điểm này. Một cuộc khảo sát mới cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ của dân chúng đối với Tổng thống Zelensky đang suy giảm, và không rõ liệu Hạ viện Mỹ có thông qua gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine hay không. Nên có thể nói rằng đây là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với Kiev. Và nếu Kiev tiếp tục thất bại tại Adipka, chắc chắn, sẽ là minh chứng cho công chúng phương Tây nhận ra rằng việc hỗ trợ cho Ukraine tiếp tục cuộc chiến không còn giá trị nữa. Đó là lý do tại sao nói thất bại tại Adipka có thể dẫn đến thảm họa đối với chính quyền Kiev. Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà Tổng thống Zelensky tiếp tục gửi quân tiếp viện đến Adipka. Một nguồn tin của Ukraine cho biết rằng Tổng thống Zelensky đã tăng cường bổ sung hơn 30.000 binh sĩ tới đây. Con số này cũng tương đương với mức bổ sung cho Bắc Mốt. Nhưng vấn đề là lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Adipka đang trong tình thế nguy hiểm hơn nhiều so với Bakhmut. Lý do là Bakhmut có hai tuyến đường tiếp tế bằng bê tông và một số tuyến đường thứ cấp cũng được giải nhựa khá chắc chắn. Và phía Nga đã phải mất một thời gian dài mới có thể kiểm soát được một trong hai tuyến đường đó. Nhưng tại Adipka, chỉ có duy nhất một tuyến đường tiếp tế được giải bê tông. Hơn nữa, tuyến đường này còn nằm trong tầm hỏa lực của pháo binh Nga. Vậy nếu như Adipka thất thủ, thì bước tiếp theo Nga sẽ làm gì? có thể nga sẽ gia tăng áp lực buộc ukraine phải rời bỏ Krasnohorivka và Mandika. như vậy con đường dẫn đến thành phố slavians sẽ được mở rộng hơn đồng thời từ adipka nga có thể thọc sâu tới kubians và đẩy ukraine vào tình thế khó khăn việc chiếm được kubians cũng sẽ mở đường cho nga tiến đến thành phố izium và cho phép nga thọc sâu vào hậu phương của ukraine tại vùng donbass và nếu kubians sụp đổ cũng sẽ mở ra không gian cho nga tấn công tiếp theo vào kharkov và nếu kiểm soát nút được kharkov thì coi như toàn bộ vùng Donbass có nguy cơ sụp đổ theo. Ukraine bí mật gắn chip theo dõi đồng minh Trong bối cảnh ảm đạm này, Tổng thống Zelensky hiện được cho là đang gặp khủng hoảng về tâm lý. Nhà tâm lý học xã hội Alexei Rostin đã đánh giá tình trạng của ông Zelensky đang kiệt sức, buồn bực và cuồng loạn bởi một số yếu tố sau. Đầu tiên, đó là Tổng thống Zelensky đã bẽ mặt khi mà Israel từ chối chuyến thăm nước này của ông. Tiếp theo đó, là Ukraine hiện đang phải cạnh tranh nguồn viện trợ với Israel và chủ đề Ukraine ngày càng lù mờ trên truyền thông thế giới. Và cuối cùng là đồng minh đã không còn coi Tổng thống Zelensky là người hùng thu hút sự chú ý của thế giới nữa. Việc bị loại khỏi sân khấu chính trị thế giới đối với ông Zelensky là một điều khó chấp nhận được. Do đó, ông sẽ làm bất kỳ hành động khiêu khích nào để giành lại sự chú ý đã mất. Đó là vào dạng sáng ngày 29 tháng 10, Ukraine tiếp tục phóng hàng loạt UAV vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Cuộc đột kích được thực hiện bởi 36 UAV nhưng tất cả đều đã bị bắn hạ. Việc liên tục phóng UAV vào Crimea cho thấy chính quyền tổng thống Zelensky đang cố tình leo thang. Không chỉ tấn công khiêu khích Nga tại Biển Đen, chính quyền Kiev còn đang gây ra một vụ bê bối khác, đó là phía Ba Lan đã cáo buộc âm mưu cài đặt chip theo dõi đoàn xe của tổng thống Andrzej Duda. Theo đó, phía Ba Lan đã phát hiện một lỗi thiết bị GPS dẫn đường gắn trên đoàn xe của tổng thống Duda khi ông này có chuyến thăm Ukraine vào mùa hè vừa qua truyền thông nga đã nhấn mạnh rằng đây không khác gì hơn là một nỗ lực của kiev nhằm theo dõi tổng thống ba lan trong bối cảnh mà quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh này đang xấu đi rõ rệt nhà bình luận dmitry bavirin của nga cho biết đây là một sự hèn hạ và vượt quá giới hạn trong cách cư xử với các đồng minh và nó cho thấy chính quyền kiev vô ơn đối với đối tác đã giúp đỡ mình nhiều khả năng vụ bê bối gián điệp này sẽ càng khiến kiev mất uy tín hơn trong mắt các đồng minh và đẩy tổng thống zelensky rơi vào bế tắc Israel tấn công đường hầm của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong ngày hôm qua, thì các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công khoảng 450 mục tiêu của Hamas ở giải Gaza. Các mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy, các trạm quan sát và các vị trí phóng tên lửa chống tăng. Trong một diễn biến vào dạng sáng ngày 28 tháng 10, Israel cho biết đã tấn công hơn 150 đường hầm của Hamas ở giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết một số tài súng Hamas đã thiệt mạng, trong đó có người đứng đầu lực lượng không quân của Hamas, Isam Abu Dhabi. Abu được cho là chịu trách nhiệm quản lý máy bay không người lái và hệ thống phát hiện trên không của Hamas. Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt chỉ huy lực lượng hải quân Hamas là Abu Sahiban. Người này được cho là đã lên kế hoạch xâm nhập Israel bằng đường biển vào ngày 24 tháng 10, nhưng đã thất bại trước việc phòng thủ của hải quân Israel. Và cũng trong ngày 28 tháng 10, Israel đã bắt đầu cho phép hàng viện trợ nhân đạo truyền vào phía nam của giải Gaza. Với hy vọng sẽ khuyến khích nhiều người Gaza rời khỏi phía bắc để di chuyển về phía nam. Israel hiện đã mở lại đường ống thứ hai trong số ba đường ống dẫn nước vào giải Gaza với khoảng 28,5 triệu lít nước mỗi ngày. Vào ngày hôm qua, Israel cũng tiếp tục hứng hàng loạt tên lửa ở miền Trung nước này bao gồm cho Aviv, và Jenana. Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, vào ngày hôm qua cũng nói rằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel ở Gaza có thể buộc nước này phải hành động hiện đang có một sự phân cực rất lớn giữa các phe đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa gửi quân đến Gaza Tổng thống Giuseppe Erdogan đã cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Ông cũng đe dọa sẽ triển khai quân đội tới Gaza để tuyên chiến với quốc gia do Thái này. Phát biểu trước hàng trăm nghìn người ủng hộ Palestine tại một cuộc meeting ở Istanbul, ông Erdogan đã so sánh cuộc tấn công của Israel ở Gaza với nạn diệt chủng người Do Thái. Ông nói như sau, trong quá khứ người do thái đã bị tàn sát trong phòng hơi ngạt và bom đạn một tâm lý tương tự cũng đang được thể hiện tại gaza ngày nay chúng tôi sẽ nói với cả thế giới rằng israel là tội phạm chiến tranh ông cũng nói thêm rằng tất nhiên mọi quốc gia đều có quyền tự vệ nhưng công lý ở đâu không có biện pháp phòng vệ nào ngoài một cuộc thảm sát công khai và tàn khốc như vậy đang diễn ra tại gaza không những thế ông còn hàm ý đe dọa sẽ tấn công israel ông nói kể từ bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của mình với phương châm là có thể gõ cửa bất ngờ nhà bạn vào một đêm nào đó. Đáp lại lời đe dọa này của Tổng thống Erdogan, đám đồng bên dưới đã hưởng ứng bằng cách hô to, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới Gaza. Thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ và Israel từ lâu đã xung đột về vấn đề Palestine, và những căng thẳng này hiện đã bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Erdogan xác nhận hủy chuyến đi đã lên kế hoạch tới Israel trong một nỗ lực khôi phục quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Israel cũng rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi triệu hồi nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối Tổng thống Erdogan đã ví chiến dịch quân sự của họ tại giải Gaza với nạn diệt chủng do Thái. Kể từ khi tái đắc cử hồi tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có những động thái quay xe với Nga và hâm nóng quan hệ với phương Tây. Nhưng những tuyên bố của ông chỉ trích Israel cũng như phương Tây vì đã ủng hộ Israel. Nhiều khả năng sẽ khiến mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây sẽ trở nên băng giá. Trong khi đó, thì tại Mỹ, các chính trị gia ở cả hai đảng đều gần như là ủng hộ tuyệt đối Israel, đặc biệt là đảng Cộng Hòa, vốn luôn phản đối ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Theo tờ Epoch Times, hầu hết các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đều tố cáo Iran, nhà tài trợ chính của Hamas, cũng như là chỉ trích mối quan hệ thân thiện của Tổng thống Biden với các giáo sĩ Hồi giáo so với người tiền nhiệm Donald Trump. Lưu ý là cả ba ứng cử viên hàng đầu tranh cử Tổng thống vào năm sau của Đảng Cộng Hòa đều bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Israel. Ứng cử viên John DeSantis, thống đốc bang Florida, đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của bang kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran và cáo buộc chính quyền Biden giả vờ công khai ủng hộ Israel, nhưng lại bí mật ngăn cản nước này tấn công trả đũa Hamas. Ông DeSantis đã nói, ở hậu trường thì chính quyền Biden đang cố gắng bẻ gãy quyền tự vệ của Israel. Ông cũng chỉ trích Nhà Trắng muốn gửi tiền viện trợ cho Gaza, mà chủ yếu lại rơi vào tay của Hamas khi nhóm này sử dụng tiền viện trợ để mua vũ khí, xây dựng đường hầm khủng bố. Ông cũng yêu cầu chính quyền Biden ngừng lan truyền những câu chuyện giả mạo như gây áp lực buộc Israel phải chấp nhận giải pháp hai nhà nước với Hamas. Ông nói rằng, xin hãy giải thích cho tôi, làm thế nào bạn có thể có được giải pháp hai nhà nước với những kẻ không tin vào quyền tồn tại của một nhà nước do Thái. Cũng như vậy, ứng cử viên gốc Ấn Độ Ramas Wami, sau khi kể chi tiết về lịch sử của Israel cũng đã nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel. Ông nói rằng, nếu Israel muốn tiêu diệt Hamas, Israel nên tiến hành tiêu diệt Hamas để không có điều gì giống như vụ tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 xảy ra vừa qua. Những tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump mới được cho là gây chấn động khi ông tuyên bố rằng nếu ông là Tổng thống, thì cuộc tấn công vào Israel sẽ không bao giờ xảy ra. Đồng thời, ông sẽ trục xuất những người nhập cư vào Mỹ có cảm tình với Hamas. Ông Trump đã tuyên bố, trong 4 năm liên tiếp tôi làm Tổng thống, tôi đã giữ an toàn cho nước Mỹ, tôi đã giữ an toàn cho Israel và an toàn cho cả thế giới. Ông Trump chỉ trích chính quyền Biden vì đã che chắn cho Iran bằng cách tài trợ tiền cho quốc gia khủng bố. Theo tờ Politico, dưới áp lực của đảng Cộng Hòa, chính quyền Biden đã phải phong tỏa 6 tỷ đô la của Iran mà họ nghi ngờ là có thể được dùng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên khắp thế giới. Cựu Tổng thống Trump đã tiếp tục cảnh báo bất kỳ ai có thị thực ở Mỹ mà bày tỏ tình cảm với Hamas, cũng như là các phiến quân thánh chiến Hồi giáo sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Ông cũng chỉ trích châu Âu đã mở cửa đón nhận dòng người di cư đến từ các quốc gia Hồi giáo, dẫn đến châu Âu xảy ra nhiều vụ biểu tình bạo loạn của người Hồi giáo. Và ông cũng khẳng định rằng, chắc chắn điều này sẽ không xảy ra ở Mỹ. Còn đối với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vào hôm 7 tháng 10, thì ông nói như sau, gửi tới mọi người Israel và mọi người Mỹ bị chấn động bởi những hành động man dợ này. Chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn, chúng tôi đau buồn cùng các bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ từ tức giận và sát cánh cùng các bạn. Lưu ý, là khi còn đương nhiệm, Tổng thống Trump đã từng ban hành nhiều lệnh trừng phạt chống Trung Quốc và Iran, trong khi giữ mối quan hệ thân thiết với Nga. Nga phản bác lại Israel Vào ngày 25 tháng 10, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã làm rõ chính sách và quan điểm của Nga sau khi bị người đồng cấp Israel chỉ trích vì Nga đã phủ quyết nghị quyết của Mỹ vào tuần trước, sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết trước đó của Nga. Đại sứ Nebenzia đã bị phía Israel hỏi ngược lại rằng, Nga sẽ hành động thế nào trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nước này. Do đó, đại sứ Nga đã giải thích chi tiết cách tiếp cận của nước ông trên trang web chính thức của phái đoàn thường trực Nga. Đại sứ Nga bắt đầu bằng cách nhắc nhở rằng, thực ra là phương Tây đang đối xử với Nga một cách giả tạo về vấn đề này. Sau khi Nga phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố ở Chechnya, có liên quan đến các phong trào giải phóng dân tộc. Khi đó, phương Tây muốn Nga phải đàm phán với người Chechnya Tuy nhiên thì nga đã không đối thoại với những kẻ khủng bố, tự nhận là đại diện cho người Chechnya. Đại sứ Nébengia đã nói rằng chúng tôi đã tiêu diệt chúng. Sau đó chúng tôi phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố ở Budyonshnov, nơi những kẻ khủng bố chiếm giữ một bệnh viện ở Moscow, nơi chúng bắt các con tin trong giảm chiếu phim và ở Beslan, nơi chúng đã giết rất nhiều trẻ em vô tội. Sau đó, đại sứ nga nhắc nhở người đồng cấp Israel rằng tôi xin lưu ý với đại diện thường trực của Israel là tất cả các tuyên bố và dự thảo nghị quyết của chúng tôi đều lên án chủ nghĩa khủng bố, gửi lời chia buồn và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước sự tức giận chính đáng của Israel trước những cái chết của thường dân. Ông cũng nhắc nhở rằng, nước Nga đã đối thoại với người Chechnya sau khi đánh bại các nhóm khủng bố. Chúng tôi không nói chuyện với những kẻ khủng bố, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với những người Chechnya. Đó là lý do tại sao mà Chechnya ngày nay là một khu vực hòa bình ở nước Nga đa sắc tộc các lực lượng Chechnya đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và hoàn toàn ủng hộ dưới lãnh đạo Nga. Sau đó, ông kết thúc bằng một tuyên bố, chúng tôi không bao giờ nói chuyện với những kẻ khủng bố. Chúng tôi kêu gọi Israel chống lại những kẻ khủng bố. Đó là quan điểm của chúng tôi. Và chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công khủng bố. Tuyên bố này của đại sứ Nga cũng trùng với ngày Tổng thống Putin gặp đại diện các hiệp hội tôn giáo tại Điện Kremlin, khi ông xác nhận quyền tồn tại và tự vệ của Israel trước chủ nghĩa khủng bố nhưng cũng đồng thời lên án sự trà đũa quá mức của Israel đối với thường dân của Palestine. Một lần nữa thì Nga nhắc lại quan điểm của mình với cả hai bên, khi Israel không đồng tình với việc Nga lên án sự trả đũa của họ tại giải Gaza, trong khi Hamas cũng không hài lòng với việc Nga gọi cuộc tấn công của nhóm này vào hôm 7 tháng 10 là khủng bố. Nhưng đó vẫn là lập trường vững chắc của Nga cho đến thời điểm này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào! và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo